Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Care. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cách để có thể sửa lỗi iPhone bị mất âm thanh, chữa cháy một cách nhanh nhất. Ngày nay, việc sử dụng smartphone để nghe nhạc đang tăng dần và nó là gần như là một nhu cầu không thể thiếu đối với người sử dụng điện thoại, smartphone. Nhưng nếu lỡ một ngày, chính chiếc điện thoại iPhone của các bạn bỗng nhiên im bặt hoàn toàn thì làm sao để có thể giải quyết? Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cách để kiểm tra cũng như là sửa lỗi chữa cháy cho chiếc thiết bị iPhone của mình trường hợp bị mất âm thanh. Lưu ý đối với những cách dưới đây thì chỉ thực sự hữu dụng khi iPhone bạn có vấn đề do lỗi phần mềm. Còn nếu nguyên nhân bắt đầu từ nguồn từ lâu ngoài của iPhone bị hỏng trên phần cứng thì tốt nhất bạn nên đem máy đến các cửa hàng hoặc trung tâm sửa chữa điện thoại uy tín để kỹ thuật viên có thể tiến hành kiểm tra, chuẩn đoán và sửa chữa cho các bạn một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó thì Viettel Care cũng là một trong những trung tâm uy tín sửa chữa uy tín lâu năm của tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể tham khảo tại website viettelcare.vn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đầu tiên để khắc phục một số khắc phục lỗi nếu mà các bạn gặp tình trạng bị mất âm thanh trên iPhone. Đó là đầu tiên các bạn nên kiểm tra cần gạt rung của mình. Đây là một trong những tính năng và cũng như là thiết kế khá là độc đáo từ hệ điều hành iOS cũng như là các thiết bị Apple. Đây là cần gạt rung. Thì vì thế bỗng nhiên nếu một ngày nào đó iPhone của bạn bỗng nhiên mất tiếng thì các bạn nên kiểm tra lại thanh gạt này. Nó nằm phía bên trái của thiết bị. Nhiều khả năng các bạn vô tình trong quá trình sử dụng đã đụng đến cần gạt rung và khiến nó chuyển về chế độ im lặng, khiến mình không thể nghe được âm thanh. Đây cũng là một trong những bước đầu tiên các bạn nên kiểm tra. Sau khi các bạn đã chắc chắn rằng thanh gạt rung của các bạn đã chuyển sang chế độ có âm thanh, thì nhưng mà các bạn trong quá trình sử dụng vẫn không có âm thanh, thì các bạn nên chuyển sang bước tiếp theo, đó chính là mình sẽ khởi động nhanh lại thiết bị. Thì đa phần cách cứu chữa cháy cho toàn bộ lỗi trên iPhone là và cũng là cách đơn giản nhất là các bạn khởi động lại thiết bị. Nếu như sử dụng iPhone trong một khoảng thời gian dài mà không có kế hoạch khởi động lại máy thì sẽ rất dễ khiến cho chiếc iPhone của bạn lâm vào tình trạng không mong muốn, một số lỗi vặt, vân vân. Và đây, để tiến hành reset nhanh các thiết bị iPhone của bạn thì ngoài lúc các bạn đè phím home để tắt nguồn và các bạn mở lại thì các bạn có thể reset nhanh bằng cách giữ phím home cùng với phím ở đây nhé, các bạn bật Siri, giữ phím home cùng với phím nguồn thì mình sẽ reset nhanh lại thiết bị của mình. Đây là thiết bị của mình đã tiến hành reset lại. Trường hợp tiếp theo, nếu các bạn vẫn không khắc phục được lỗi âm thanh trên máy của mình, các bạn có thể tiến hành bước là khôi phục lại cài đặt máy cho thiết bị iPhone. Thì để khôi phục lại cài đặt, các bạn có thể vào phần cài đặt chung và các bạn xuống phần đặt lại. Ở phần này các bạn vào phần đặt lại tất cả cài đặt. Ở đây mình đặt lại tất cả cài đặt và các bạn nhập mật khẩu của mình. Và máy sẽ yêu cầu các bạn này có mật khẩu. Máy sẽ yêu cầu các bạn xác nhận là các bạn có muốn đặt lại tất cả cài đặt hay không. Thì giả sử như trong một số trường hợp mấy bạn vẫn không có âm thanh thì đây cũng là một biện pháp bạn nên thử qua. Ở đây mình sẽ không cài đặt. Sau khi đã thử tiến hành cài đặt lại tất cả cài đặt trên máy của các bạn mà máy của các bạn vẫn không có thể khắc phục một lỗi âm thanh, các bạn có thể kiểm tra sang bước tiếp theo. Lưu ý là nếu các bạn đặt lại tất cả cài đặt thì các bạn nội dung hoặc là dữ liệu của các bạn vẫn không bị ảnh hưởng do các bạn chỉ đặt cài đặt lại tất cả cài đặt thôi. Thì các bạn lưu ý là tránh trường hợp xóa tất cả nội dung và cài đặt của mình, thì lúc đó thì thiết bị của bạn mới xóa toàn bộ nội dung và dữ liệu luôn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra, đó chính là các bạn nên cắm thử cái tai nghe của mình vào jack tai nghe. Vì lỗi xuất hiện biểu tượng tai nghe ảo thì cũng thường xuyên xảy ra trên iPhone và gây không ít phiền phức cho người dùng. Vì đó, để khắc phục các bạn chỉ cần tìm một chiếc tai nghe và chiếc tai nghe bạn đang sử dụng rút vào và cắm vào và rút ra liên tục từ 4 đến 5 lần, đồng thời kiểm tra xem là trong cái rắc tai nghe của mình có bụi bám nhiều hay không. Thì trong một số trường hợp vẫn phát sinh là do chính vì bụi bám quá nhiều và ảnh hưởng đến máy của mình, và máy thường xuyên dính chế độ tai nghe.
thì khi mà máy chuyển sang chế độ tôi nghe thì âm thanh bên ngoài sẽ không nghe được. Đây cũng là một vấn đề các bạn nên lưu ý. Trong một số trường hợp các bạn không thể tự vệ sinh máy do bụi quá quá nhiều và nó nằm xen thịt sâu bên trong rắc, thì các bạn có thể đến một trung tâm sửa chữa uy tín hoặc là cửa hàng sửa chữa điện thoại để họ có thể vệ sinh cho jack tai nghe, cổng tai nghe của mình. Tiếp theo, mình nếu mà thiết bị của bạn vẫn không có âm thanh thì các bạn đây cũng là một trong những bước các bạn nên kiểm tra thử, đó chính là các bạn nên tắt thử chế độ Bluetooth của mình. Thì tại sao lại tắt chế độ Bluetooth? Vì nếu trong một số trường hợp thì các bạn vô tình kết nối đến một thiết bị loa ngoài, một chiếc loa sử dụng bằng tính năng kết nối Bluetooth hoặc là một tai nghe không dây nào đó, thì quả thật loa trên iPhone của bạn sẽ chắc chắn là bị vô hiệu hóa và các bạn vẫn còn đang kết nối Bluetooth trên cái thiết bị đó. Thì mình thử tắt tính năng Bluetooth xem âm thanh mình có nghe lại được hay không. Thì đây cũng là một cách các bạn có thể nên làm. Thì để tắt chế độ Bluetooth, các bạn có thể vào phần trung tâm điều khiển, kéo từ bên dưới lên, mình có thể tắt nó đi ở phía này. Bước tiếp theo, các bạn nên kiểm tra, cũng là một trong những phương pháp để khắc phục lỗi iPhone mất âm thanh, đó chính là các bạn thử bấm mạnh vào góc phần phải của chiếc iPhone. Thì đây, như mình có thể thấy cho các bạn, thì tại sao mình bấm mạnh vào phần bên phải của chiếc iPhone là tại vì theo thiết kế thì chính phần loa của mình nên phát ra âm thanh được thiết kế nằm bên góc phải chiếc iPhone. Như các bạn có thể thấy, những chấm này là những chấm loa của chiếc iPhone có thể phát ra âm thanh. Cách này nghe khá là lạ nhưng lại mang hiệu quả khá cao trong một số trường hợp. Các kết nối tới loa thiết bị có thể đã bị lỏng sau một thời gian sử dụng cũng như các vi mạch bên trong. Vì vậy bạn có thể bấm giữ mạnh khoảng tầm 20 giây để xem có thể cứu cháy được chiếc iPhone của mình hay không. Bước tiếp theo, mình muốn hướng dẫn cho các bạn, nếu bạn là một người thường xuyên backup dữ liệu của mình cũng như là backup lại hệ điều hành iPhone, thì các bạn có thể restore lại thiết bị. Nếu các cách trên không hữu hiệu trong việc khắc phục lỗi âm thanh thì các bạn thử restore lại thiết bị. Trong một số trường hợp, nếu các bạn quên backup lại thiết bị của mình thì các bạn nên cân nhắc việc đánh đổi mất sạch dữ liệu. Đó chính là các bạn restore lại chiếc iPhone của mình về trạng thái ban đầu. Thì điều này cũng có thể làm mất toàn bộ dữ liệu cũng như cách thiết lập trên máy. Bên cạnh đó, như mình đã nói ngay ban đầu, thì đây cũng chỉ có thể ứng dụng và áp dụng, bạn có thể thử qua nếu mà thật sự chiếc iPhone của các bạn gặp một số vấn đề trên phần mềm trên máy cũng như là những vấn đề nhỏ trên phần cứng như là vệ sinh jack tai nghe hoặc là các mạch bên trong phần loa hơi bị chập, các bạn có thể khắc phục nhanh. Hy vọng với những cái cách đơn giản trên có thể giúp bạn sửa được lỗi mất âm thanh cho iPhone. Còn nếu vẫn không thực hiện được, các bạn nên đem thiết bị của mình đến các trung tâm bảo hành hoặc là sửa chữa gần nhất để được hỗ trợ. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment ngay bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.